Hoàng Quân có nhớ là cái hồi tháng 6 năm 2018 á, thì ở Sài Gòn hay trong ở khắp nước, nhưng mà chủ yếu là tập trung nhiều lớn nhất ở Sài Gòn, bà con ở trong nước xuống đường rất là đông để mà phản đối cái luật an ninh mạng cũng như là cái Luật đặc khu. luật đặc khu đó. Thì cái ngày hôm đó là Đình Đại đi diện ở bên Đức, thì Đình Đại nghe được cái tin đó. Thì mình xem qua Facebook mình thấy rất là hồ hởi, rất sợ, mình thấy rất là phấn khởi với lại cái hình ảnh đó. Thành ra là Đình Đại mới làm cái bài hát đó, là bài Làm Người Việt Nam đó. Nó là một cái bài hát mà nó xuất phát từ cái sự kiện phải nói là rất là hào hùng của năm 2018. Và hình như là sau cái sự kiện đó có khá nhiều người trẻ bị bắt đó. Và cho tới bây giờ hình như là cái người cuối cùng được thả là sau đó 1 năm rưỡi đó. Mà khi mà được thả ra thì người ta có phỏng vấn đó, thì họ trả lời là sợ thì họ cũng sợ, nhưng nếu như mà phải xuống đường thêm 1 lần nữa để mà bảo vệ tổ quốc thì họ sẵn sàng, họ không có xóa hại gì hết cả. Thì cái đó là một cái niềm tự hào, một cái động lực rất là lớn. Thì bây giờ mời Hoàng Quân cũng như quý khán thính giả nghe bài Làm Người Việt Nam. Hôm nay tôi đã thấy quê hương tôi bừng thức dậy, dòng người đi như con sông lớn đem niềm tin thắm sáng hôm nay. Người người hô vang, người người hiên ngang, tiến bước đi vững đi thành đoàn. Nhìn anh em lệ rưng rưng khóe mắt, mẹ Việt Nam ơi, chúng con đứng dậy làm người. Hô vang, hô vang, ta cùng hô vang tự do cho quê hương Việt Hô vang, hô vang, ta cùng hô vang, không cho ai bán nước Nam là của người Nam, từ ngàn xưa núi sông đá đình, thời quân xâm lăng dập tầm thôn tinh, chúng bay sẽ bị đánh tới bời. Hô vang, hô vang, hô vang tự do cho quê hương Việt Nam. Hô vang ta cùng hô vang, không cho ai bán nước non này, không cho nói về cái cuộc biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng á, thì Hoàng Quân thấy nó là cái kết quả của cái cuộc công cuộc tranh đấu của chúng ta hơn 40 mấy năm qua. Khoảng 10 năm trở lại đây thì chúng ta thấy cái công cuộc tranh đấu nó có nhiều cái thuận lợi cho chúng ta hơn. Nhưng mà cũng từ sau cái hai cuộc biểu tình đó thì cái sự đàn áp nó ngày càng khốc liệt gia hơn, tăng. rất là nhiều người phải đi bị bỏ tù rồi đàn áp đánh đập rất là mạnh tay, nhưng mà Hoàng Quân chưa bao giờ mất cái niềm tin, cái niềm hy vọng nơi cái người trẻ ở Việt Nam. Bởi vì Hoàng Quân mỗi một năm Hoàng Quân qua Thái Lan với qua Phi đó thì gặp gỡ những cái em nó qua nó học về những lớp dạy dân sự của Voice đó, thì những em rất là tài giỏi và rất là trẻ, và hy vọng những cái em đó sẽ là cái nhân tố để phát triển cái sự dân sự tại Việt Nam, để người dân hiểu biết thêm về quyền con người, về quyền tự do dân chủ. Đó. Thì chúng ta đừng có để cho cái ngọn lửa đó nó tắt. Hoàng Quân tin rằng từ những cái đốm lửa nhỏ đó, một ngày nào đó nó sẽ bùng lên.
thật là mạnh mẽ. Đình Đại cũng tin, rất tin vào cái điều đó, và Đình Đại nghĩ là cái những cái ngọn lửa mà chúng ta có được, như các cá nhân Đình Đại có được ngày hôm nay, là cũng đến từ những cái tấm lòng như là Hoàng Quân, như là chị Vân Anh, như cậu, như tất cả rất 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 nhiều người, cũng như là quý đài VNTV, hay là tất cả các quý cô chú bác, bằng những hành động nhỏ thôi, hoặc là chỉ là một cái bắt tay, chỉ là một câu chào, chỉ là một cái sự chia sẻ, thì cái ngọn lửa đó Đình Đại tin rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành cái ngọn lửa để mà thắp sáng cho chúng ta đi đến một cái đất nước dân chủ, tự do thực sự. Thì cái trách nhiệm của anh em chúng mình đó, và của nhiều người Việt Nam khác đó, đó làm sao giữ cho cái ngọn lửa tranh đấu nó đừng có tắt, mặc dù là biết là nó gian nan và nó còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng mà mình phải giữ cái ngọn lửa đó. Đúng vậy. Thì bây giờ cũng là hết giờ rồi, cho nên là Đình Đại cũng xin một lần nữa xin cảm ơn quý đài VNTV đã tạo một cái điều kiện rất là tốt cho Đình Đại cũng như Hoàng Quân, cũng như là người cậu của Đình Đại, cậu Khánh, có thể đem đến cho quý khán thính giả VNTV những cái chia sẻ, những cái tâm tình, những cái bài hát của Đình Đại, mà Đình Đại mong rằng đã tạo được một cái sự phấn khởi, cũng như là một cái niềm tin ở nơi quý khán thính giả. Và Đình Đại cũng mong rằng một ngày thật gần, Đình Đại và Hoàng Quân, cũng như cậu Khánh, cũng như tất cả các anh chị em sẽ trở lại San Diego và sẽ tiếp tục đem tiếng hát của mình đến cho quý đồng bào.